chôm 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 chôm. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà nha, và chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ Và Xong Cuộc Sống Ra Xin. Cả nhà ơi, hôm nay là hai vợ chồng mình đã vừa đi São Paulo về, và một chú đồng hương người Việt Nam, cũng là một người chú rất là thân thiết với lại gia đình mình. Chú đã cho nhà mình mấy trái chôm chôm ở Việt Nam, chú mang từ Việt Nam qua bên đây nha cả nhà, trái chôm chôm của Việt Nam. Và ở Brazil hoàn toàn không hề có cái trái chôm chôm, muốn mua thì phải mua trái chôm chôm nhập khẩu thì nó cũng không có được tươi và ngon nhập khẩu mà cả nhà. Nên là cái trái chôm chôm này chú mang từ Việt Nam qua bên Brazil, và nó cũng không có được tươi như là chôm chôm ở Việt Nam, bởi vì chú đã qua Việt Nam cũng mấy ngày nay rồi cả nhà, thì cái màu nó hơi xuống, nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà bên trong thì nó vẫn còn rất là tươi và ngon nha cả nhà. Bây giờ là mình sẽ mời cả nhà chồng mình ăn thử món trái chôm chôm Việt Nam nha, để xem là cảm nhận của nhà chồng như thế nào về cái trái chôm chôm Việt Nam. Bây giờ mời cả nhà hãy xem video ngày hôm nay. Đây nè cả nhà, đây là mấy cái trái chôm chôm mà chú đã cho mình ngày hôm nay. Trời ơi, mình vợ chồng mình cực kỳ cảm thấy là thương và quý mến chú luôn á cả nhà. Có cái gì chú cũng cho cả nhà, cho gia đình mình hết trơn á. Đó, ngày hôm nay là chú dành mấy trái chôm chôm này để cho cả gia đình mình nè cả nhà. Và mấy cái trái chôm chôm này thật sự đối với mình nó cực kỳ quý luôn. Nó quý ở bởi cả một cái tấm lòng, và nó quý cả mà bởi một cái sự chân tình nữa cả nhà. Và ăn cái chơi trái chôm chôm này sẽ thật sự trân trọng cái tình đồng hương người Việt Nam ở bên Brazil. Bây giờ nè, tôi nó muốn đưa xem ta. Cabeludo. Pode pegar? Você sabe essa fruta? Não. Bây giờ mình sẽ đưa cho mẹ chồng mình ăn thử chôm chôm Việt Nam nha. Lazaro mày. Đây là trái chôm chôm mẹ chồng mình cầm nha cả nhà. Bây giờ mời mẹ chồng mình ăn nha. Mamãe, essa fruta, chôm chôm. Mà mày phải là chôm chôm. Chôm chôm. Nha, chôm chôm. Ó, você comer, você falar, mano. Bota semente na ver se brota. Tentar. Vou germinar. Come tudo, mãe, você fala. Bote, mãe, bote. Você... Muito bom. Anda esse troço aí, isso aí, vamos falar. Coi là có mẹ chồng mình ăn mà mẹ chồng mình khen luôn nè. Bởi vì nó có rất là ít cả nhà, mình chỉ có nhiêu đây thôi, nên là mỗi người chỉ được có một trái duy nhất để ăn, để cảm nhận thôi cả nhà, nó không có nhiều nha cả nhà. Chôm chôm ở bên Brazil rất là quý luôn á. Chú đỏ, chú đỏ cho. Chú đỏ cho. Chú đỏ cho. Vou plantar. Sim, mãe. Cuida esse, mãe. Trời. Mẹ. Delícia. Muito bom. Muito bom, né? Rồi. Bây giờ mình sẽ mời tới chị chồng của mình. Chị. Chị hello. Chào, chào. Cabeludo. Que diferente. Acho que tem que morder, não abre a mão, não. Morder. Vamos morder mesmo. É facinho de arrancar. Uau, tá bem. Cuidado, cuidado, sua mão vai derrubar. Coi á, chị Elo ăn là cảm nhận như thế nào. Ai, mẹ đấy quan. O braço, menina, filho. Mà hoje mamãe tem muito surpresa para a maninha. Surpresa. Muito surpresa. Surpresa, irmão. Surpresa para a maninha. Não, não. Igualzinho de tia. Você gosta? Muito bom. Muito bom, né? Brasil não tem. São Paulo muito caro, né? Cuida, mãe. Cuida, tem a... Planta, mãe. Planta, mãe. É. Essa planta muda. Essa você pode plantar na sua casa. Sim, cuida da planta. Igual. Lixia. Ah, lixia, sim, sim, sim. Chị chồng mình nói là cái trái này nó tự như trái vải. Chị đâu? Phải là chôm chôm. Chôm chôm. Chôm chôm. Chôm chôm. Rồi bây giờ mời chồng trái.
Você quer um, filho? Já vem cá, você não aceita comer, Vinícius, come aí junto. Alvo, Vinícius. Pode? Quer comer com o papai, filho? Tô doido. Fruta. Ó, mãe, come mais, mãe. Aqui, ó, tira assim na mão, assim, ó. Nossa, casca é mais. Dá semente que eu vou fazer muda também. Tchau, tchau, obrigado. Coi nè, coi nhà chồng mình nè. Chồng mình cũng lần đầu ăn cái chôm chôm luôn á. Sao chồng? Você sabe outro parente desse troço aqui? O Caco. Caco não, homem. A Bill chama a Bill. Não é? Angelina gosta? Ah, você acha? Vinícius? Vinícius gosta? Muito bom. Muito bom? Não, 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 não. Ah, lần đầu Vinícius ăn trái chôm chôm của Việt Nam nha. Gostou, gente? Vinícius. Não tem muito, ué. Que legal, cara. Coi, mẹ chồng mình với chồng mình ăn. Chồng ngon không chồng? Ngon không? Ngon. Ai, bicho, é a semente que a tia Lu vai plantar pra nascer. Coi, chồng mình với mẹ chồng mình ăn trái chôm chôm. Cuida, mãe. Você cuida. Ei, planta. Planta. Planta, mãe. Ai, bicho, só na cabeluda, né? Delícia, ela tchau. É craquentinha, né? Tchau. Ela não tem pelo, mas ela é isso aqui sem pelo. Ngon không? Đó là bữa nay hả? Chồng mình cãi với mình nói trái này là trái vải cả nhà. Chồng mình cãi nói trái này là trái vải. Tá bom. Chia alô, ông mai. Da Daniel đôi. Eu cuido da para Daniel đôi. Ông para Samuel nào con? Samuel. Samuel. Quero. Vou dar pra você, ó. Aí, nè. Você já comeu lá, em São Paulo? Não, eu não. Então não comeu nenhum? Comeu cuidado aqui, né? Aqui. Comeu um rosa. Tá, a Angelina vai comer, não tem problema. Toma, toma esse você. Não, 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 não toma tem. Toma esse você. Não, não. Como é o nome dessa fruta? Chôm, chôm. Hã? Chôm, chôm. Ah, esse é o nome da fruta? Não, me fruta, chôm, chôm. Pode pegar mais? Chôm, chôm. Não, filha, agora seu pai e a Rosa ainda não comeu nenhum. E o tio Pedro também não comeu, não. Não, esse não tem mais. Não tem mais. Ah, daí, anh rể. Mời anh rể. Senta, rể. Senta, senta. Senta, senta aqui. Đây, ơi. Tiền, đây. Bây giờ mời anh rể ăn. Vô tất cả sao mà mày đạt xiền. Đây. Anh rể với lại chị chồng mình ăn nha. Não é igual a lixia? Igual a lixia. Conhece a lixia? Mas porque fica aqui muitos dias é não bonitinho. Não bonitinho, né? Muito carrinho. Ah, anh chồng, anh rể chứ. Esse nome chôm chôm. Chôm chôm. Você planta na sua casa? É. Planta, muito delícia. Mình kêu anh rể lại chị chồng mình là đem về chồng đi. Gieo để cái hộp lại chồng. Đây nè, coi anh rể mình ăn nè. Hàng hiếm nha cả nhà, hàng hiếm đó. Trời ơi, bên đây không phải muốn ăn chôm chôm là được đâu nha. Cái nhà hàng hiếm ở bên Việt Nam thì rẻ chứ bên đây là mấy chục triệu tiền vé máy bay mới được mấy trái chôm chôm vậy đó chứ không phải rẻ đâu nha cả nhà. É vila vez. Quer dar cacho, Rosa? É cacho, várias. São várias. Cacho, seja igual uva, é igual uva. Igual uva. É. Não, depois eu dar foto. Depois eu dar foto você vê. Tá. Você comer aí. Depois eu dar você foto você vê. Deve ser cacho pelo jeito dela aqui. Deve ter outra, muitas, muitas. Você gosta? Muito bom. Muito bom, né? Có anh rể mình lột ra ăn nè cả nhà. Hả? Comi a última coisa, você não comeu. Não, não, não. Come tudo. Não tem problema. Até a casa. Você come mais, Lô? Você não, gosta de comer mais? Não tem muito, né? Todo mundo só gosta de comer um. É. No Brasil tem uma igual. Tem? Tem. Tem. O nome é lixia. Não. Não lixia. Esse não lixia. Não, parece.
É igual. Só um pouquinho. Não, Việt Nam tem chili, tem. Mas esse nome lixo é muito. Esse igual a primo. Primo. Primo, né? Esse igual primo. O que você quer? Deixa a santinha da vovó, então ela vai chorar. Não vou chorar nada. Pega a santinha dela. Ó, trái chôm chôm nó không có được đẹp nha cả nhà đây nè. Đó, nó gì nè cả nhà. Hôm qua bên Brazil thì mấy ngày sau thì nó cũng phải héo một tí xíu nha cả nhà, nhưng mà cái hương vị bên trong thì nó vẫn rất là tươi. Nó ăn để mình ăn à. Você gosta? Gosto. Cui da na sua casa. Porque sua casa tem muito grande terra, né? Tem só um, né? Cuida para Isabela. Isabela quer. Vinícius. Ah, Vinícius, quero mais, como é mais? Não. Dá, eu dá. Mãe, còn có một trái, mọi người không nỡ ăn luôn. Depois você vai ali pra ver a da família da lixinha, cara. Esse aí é, mas se eu for lá atrás, então eu não vou comer, porque a lixinha primeiro foi de 20 anos. Oi? É mesmo, pra dar? É, primeiro, porque veio de Chico aí. É. A galera compra aí. Ah, bom, mas é isso aí, é igual. Igual de família, calma, você também. Deve estar de caixa, igual a lixinha aí. É, assim mesmo, ficava mais cedo. Né? Ficava... Đây nè, cả nhà, cái trái ở bên trong nó vẫn còn rất là tươi nha, đó. Còn tươi lắm luôn á. É melhor que o chico tem mais carne, né, cara? Ó, lixi. Não, sim, Việt Nam tem, mas esse primo leite. Eu queria comer um lá na rua, eles vendem as pincas, entendeu? Os cachos, assim. É. Você pega e pega um monte no cacho, né? Cacho, igual lixi. Não vende as frutas soltas, assim. A casca da lixia é fina, essa aqui. Eu já parei de ver isso aqui, só pequenininho. A árvore do Vietnã. Qual é que eu tinha lá? Aqui, apareceu pra mim, ó. Digitei lixia aqui que apareceu. Aparece, ó. Eu tava falando isso aí também, meio para dar a bio, né? É, a bio tem casca amarela lisa, mas por dentro é pra isso aí, cara. A pipomba também é assim. Digitei uvaia. Esse é o nome da lixia. Você gosta desse, Daniel? Não, botão. Ah, é. Sim. Rambutão. Sim. Dá eu ver. Qual? Essa aí, essa fruta. Rambutão. Sim. Aí nè, mọi người đang kiểm tra coi trái này trái gì. Ah, esse fruta. Olha lá, delicioso parente da lixia. Ah, mọi người đang lên mạng xem. Uma alergia? Não, alergia. Yeah, esse fruta. Mangostim e lixia. Mangostim. Daniel, você vem aqui pra ver a semente germinou ali, pra ver se é a tal da. Ah, é esse. Esse. Ô, mãe. Ô, mãe. Esse fruta, mãe. É, tá de caixa, igual lixia. Đó, mình cho mọi người coi cái trái chôm chôm nó sẽ tươi nữa, sẽ như thế nào nha, cho mọi người biết. Como é que chama outra? Durian, já viu durian, conhece? Não. Não conhece? Tá vendo o nome, tipo uma jaca, mas... Nossa, jaca.